bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Xuyến. Ngày 13 tháng 12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1974, ở tại thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc. Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1974, ở tại thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, thời gian gần đây, Nguyễn Thị Xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều tổ chức, cá nhân gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân. Cũng với hành vi này, trước đó, ngày 1 tháng 12 năm 2020, Nguyễn Thị Xuyến đã bị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 11 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Thị Xuyến còn bị Công an huyện Hậu Lộc xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi cho trẻ em sử dụng bia. Dù đã bị xử phạt và đã được tuyên truyền, cảnh báo nhiều lần nhưng Nguyễn Thị Xuyến vẫn cố tình sử dụng mạng xã để đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Cùng với việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 3 điện thoại di động, 1 laptop, 1 bộ đồ nghề dùng để livestream và một số tài liệu khác. Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ.